theo thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, vừa đe vừa búa, vừa múa vừa hóng, thì mới đây mạng xã hội xôn xao về một câu chuyện ở ấp Lò Gạch, xã Lò Vôi, huyện Lôi Thôi, tỉnh Rắc Rối. Xảy ra một vụ cướp, hai thanh niên đi trên chiếc xì bò, người cầm lái cụt tay, chở người phía sau cụt chân. Dứt của bà bán vé số 10 cây vàng, anh mù tận mắt nhìn thấy, liền kể cho anh điếc nghe. Anh điếc kể lại với anh cụt chân, mặc dù anh cụt chân đang thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt nhưng vẫn gác lại để nhờ anh cầm đi báo công an. Hiện nay vẫn chưa tìm được hai tên cướp. Để giữ em của riêng anh cả đời, đợi chờ anh đã lâu biết không, em muốn bên người. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, mọi thời xinh như hoa đang yêu tàn tà, đứng em đừng thương nhau qua bao tháng mưa. Em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua, ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đọc phần hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hay ta lại nhất trận. Hãy subscribe.